Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Thánh Matthew ghi lại câu chuyện Đức Giêsu lánh qua miền Galilee. Sau khi nghe tin ông Gioan bị nộp, rồi người bỏ Nazareth đến ở Capernaum, một thành ven biển hồ Galilee. Ngài bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối vì nước trời đã gần đến." Lời Ngài nói muốn nhắn nhủ gì với chúng ta hôm nay? Giờ đây, xin quý vị lắng đọng tâm hồn, đón nghe lời Chúa và phần chia sẻ của Linh Mục Giuse Phạm Quang Minh, dòng Don Bosco. Tin mừng Chủ nhật thứ ba thường niên. Đức Giêsu đến ở Capernaum để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lánh qua miền Galilee, rồi người bỏ Nazareth đến ở Capernaum,
một thành ven biển hồ Galilee thuộc địa hạt Zebulun và Naphtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Này đất Zebulun và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tản ngạn sông Giô-đan, hỡi Galilee, miền đất của dân ngoại. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giê-xu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilee thì thấy hai anh em kia là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Andrê đang quăng chày xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: Các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức, hai ông bỏ chày lưới mà đi theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác là con ông Giê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Giê-bê-đê đang vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Thế rồi Đức Giê-xu đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn, tật nguyền trong dân. Đó là lời Chúa. Trong một cuộc oanh tạc ở miền Bắc Việt Nam, một chiến đấu cơ đã bị bắn hạ và anh phi công trẻ đã bị bắt. Anh bị biệt giam trong một căn phòng hoàn toàn tối tăm. Chỉ sau 2 tuần, anh bắt đầu cảm thấy như mất trí và hầu như không còn nghị lực để sống tiếp. Một ngày kia, anh chợt nhận thấy một tia sáng lờ mờ chiếu qua một lỗ nhỏ ở trên tường. Nhờ tia sáng lờ mờ ấy mà tâm trí anh từ từ được bình thường trở lại và anh lại tìm được sức mạnh để sống tiếp. Ánh sáng rất cần thiết cho cuộc sống của con người, nhất là ngày hôm nay. Những ai đã từng phải chịu cảnh mất điện sau những cuộc động đất hay những trận bão lớn mới cảm thấy khó chịu đến chừng nào, nhất là cảnh tối tăm khi màn đêm buông xuống. Xét về mặt tự nhiên, con người rất cần ánh sáng. Sự cần thiết ấy lại còn mãnh liệt hơn trong đời sống siêu nhiên. Từ khi con người phạm tội, nhân loại đã bị chìm trong bóng đêm của tội lỗi và những hậu quả của tội, mà họ mãi chờ mong cho đến ngày được giải thoát. Thế nhưng khi Đức Kitô đến để giải thoát con người thì họ lại từ chối ánh sáng của Thiên Chúa ban, vì con người quen thích sống trong bóng tối tội lỗi hơn là trong ánh sáng ơn nghĩa Chúa. Ngày mà ông A-dông và bà E-va phạm tội là khởi đầu của một lịch sử con người trốn tránh Thiên Chúa. Thay vì tìm đến Ngài để đón nhận ơn tha thứ, ma quỷ đã rất ma mãnh trong vấn đề kìm kẹp con người dưới xiềng xích của tội lỗi. Lúc đầu, hắn cám dỗ con người phạm tội, rồi hắn gieo vào lòng tội nhân những tư tưởng thất vọng vì cảm thấy không xứng đáng để được ơn tha thứ và không thể thoát khỏi vòng tội lỗi. Tiếp đến, hắn làm cho tội nhân không còn cảm thấy áy náy khi phạm tội nữa. Chẳng hạn như khi lần đầu chúng ta đánh bạc, mất ít tiền đã cảm thấy chua xót, nhưng rồi từ từ mất xe, mất nhà cũng chẳng thấy áy náy là bao. Chính vì thế, để tiến vào ánh sáng, việc đầu tiên là phải nhận ra thực trạng con người tội lỗi và bất toàn của mình. Chỉ khi đó, con người mới tận hưởng được sự tự do đích thực của những người làm con cái của Thiên Chúa. Vì không những họ sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi,
mà còn được ánh sáng huy hoàng của Thiên Chúa chiếu rọi và đem hy vọng vào trong tâm hồn, đem ý nghĩa đến cho cuộc đời, và sau cùng được dự phần vào vinh phúc ở trên quê trời. Trước kia, con người làm nô lệ cho tội lỗi. Nay nhờ sự chết và phục sinh của Chúa Kitô, Thiên Chúa đã bẻ gãy xiềng xích tội lỗi, để từ nay con người có Thiên Chúa là Cha. Tin mừng cứu độ của Chúa soi sáng con người biết được đâu là thiện, là ác. Vì Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Trong mọi cảnh huống của cuộc đời, Chúa soi sáng cho tâm hồn biết chọn điều thiện và tránh điều ác. Chính Chúa cũng là sức mạnh để giúp con người chiến thắng tội lỗi. Ánh sáng Thiên Chúa cũng đem lại niềm hy vọng cho những ai đang bị đè bẹp bởi những đau khổ của cuộc đời. Thế kỷ 21 xuất hiện khắp nơi. Chúa Kitô luôn kêu mời con người hãy đến với người. Hỡi những ai mỏi mệt và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ bổ sức cho các người. Chúa ban niềm hy vọng cho những ai phải đón nhận số phận phải chết, bởi vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh cho họ. Trong những giây phút sầu khổ này, chính ánh sáng của Thiên Chúa sẽ đem lại sự bình an và ý nghĩa cho cuộc đời của con người. Cũng như một tia sáng nhỏ cũng đủ đem lại hy vọng và sức sống cho một tù nhân. Ước chi ánh sáng của Chúa Kitô giải thoát chúng ta khỏi đàng tội lỗi và đem lại nguồn hy vọng cũng như sức sống cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Amen. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn đặt niềm tin vào Ngài và sẵn sàng ra đi rao giảng tin mừng cho muôn người. Quý khán thính giả thân mến, quý vị vừa nghe phần chia sẻ của Linh Mục Giuse Phạm Quang Minh dòng Don Bosco. Ước mong lời Chúa hôm nay sẽ đánh động tâm hồn mỗi người chúng ta, để từ đó hăng say làm nhân chứng nước trời. Kính chúc quý vị một tuần lễ vui tươi. Tôi sẽ bước đi trước nhàn thánh Chúa Trời, trong có đất lành, đất dành cho kẻ sanh. Tôi sẽ bước đi trước nhàn thánh Chúa Trời, trong có đất lành, đất dành cho kẻ hiếu trung. Tôi đã tin cả khi mình đã nói, ôi nhục nhã ê chề đã thốt ra trong cơn hốt hoảng hai kinh, rằng mọi người đều gian dối, rằng mọi người đều đất lành, đất dành cho kẻ sông. Tôi sẽ bước đi trước nhàn thánh Chúa Trời, trong có đất lành, đất dành cho kẻ yêu chung. Vâng, lạy Chúa, thân này là tôi tớ thánh Chúa Trời, trong có đất lành, đất dành cho kẻ yêu.